Xin chào tất cả các bạn. Mình lại có thêm một ít búa inox. Búa inox nó thì nó cũng vẫn có nặng và nhẹ các bạn nhé. Đấy, có nặng và nhẹ. Nặng thì thường dành cho các bác nào mà có cái xu hướng là muốn đánh khỏe, ép tốc. Đấy, còn cái nhẹ này thì nó nhẹ hơn một chút, thì nó dành cho các bác nào mà thích những bằng đồ inox. Độ nặng nó có nặng hơn thằng búa đồng một chút nhưng nó không cao. Đấy, thằng búa đồng thì thường thường nó khoảng tầm 70 đến 80 gram. Còn con này nó nặng khoảng 80 90, tức là nó có nhỉnh hơn. Đó, còn con này thì nó nặng khoảng 110. Đấy, từ 105, 105 gì đó đến 110. Tóm lại nó nặng hơn. Thì các bác nào thích loại nào cũng được. Cái loại này thì việc bác nào chơi 5.5 ấy, bác nào chơi 5.5 bình thường thì lên đây con này ok. Đó, đáng các bác phải tăng ví dụ búa 3, búa 4 với cái búa đồng thì các bác thay con này vào. Các bác chỉ cần có thể là có thể không phải tăng búa luôn. Đấy, nó mạnh hơn nhiều. Và hai nữa mình làm ở đây ấy, là nó rất là phẳng. Đấy, đóng nhựa trước xong mới tiện sau nhé. Thế nên là nó phẳng lì luôn, không có chuyện là vấp. Được chưa? Đấy, đây còn con này. Con này thì nó nặng hơn. Con này vả cái loại xà lúc này, 635 này, hay là kể cả nấm 5.5, nhưng nếu muốn gõ mạnh, ví dụ như mấy cây 5.5 của mình cũng toàn lắp con này. Đấy, thế thì đáng là phải dùng một cái lò xo búa nó mạnh hơn một chút, hoặc là phải tăng mức búa mạnh hơn một chút thì mình dùng con này thì nó lại đỡ lại được việc đó. Đấy, nhưng mà nó nặng nề hơn, nó chát chúa hơn. Đấy, thì các bạn cứ lựa chọn. Đấy, nhưng mà 5.5 thì vẫn lấy con này là hợp lý nhất này. Nó nhẹ hơn. Đấy, thì bác nào cần thì các bác liên hệ với mình nhé. Rồi, xin chào các bạn.